đi kệ nó, cái vén cái màn lên nó. Mở nhạc lại đi ba. Cái nhạc bán chán. Điên khóc thì tạm nổi luôn mà. Rồi vô lại giúp em các chị ơi, vô lại giúp em. Trời ơi điên không thể tả nổi luôn. Rồi nó bị đẩy ra mất tiêu các chị ơi, vô lại like giúp em nha. Remix không lời. Rồi chia sẻ mặt like lại giúp em nha các chị ơi. Rồi bây giờ là em sẽ chơi game lại nè. Em chơi game lại em tặng quà cho các chị, cho nên cố gắng chia sẻ lại like giúp em nha. Đó, bây giờ cái siêu phẩm này em sẽ tặng cho các chị luôn. Trời ơi đang like mà nó bị thoát ra rất là bực mình luôn. Rồi 49.000 nha các chị ơi, 49.000 à quên, cái này em sẽ tặng nha. Tặng lại like và chia sẻ giúp em. Rồi chị nào muốn em tặng cái áo này thì comment lại giúp em, tặng kèm số điện thoại đi các chị ơi. Rồi em chào các chị nha, chia sẻ mạnh lại like giúp em nha. Đang like mà nó phát ra bực kinh khủng khiếp luôn. Dạ em 45kg thôi chị ơi. Đó 45kg thôi nha. Nhưng mà cái này đó em mặc là cái 48kg này. Rồi chia sẻ mạnh lại like giúp em, comment tặng kèm số điện thoại cho bên em nha. Chia sẻ may ngay và liền giúp em để bên em xả kho đồng giá 49.000 cho đầu like nha. Rồi cái siêu phẩm em mang em sẽ tặng cho các chị luôn nè. Chia sẻ ngay và liền giúp em 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân nha. Rồi chị Hằng Nga hả? Em chia sẻ ngay và liền giúp chị đi, rồi comment mà tí nữa chị sẽ đọc mã là bắt đầu em chốt nha. Rồi chia sẻ ngay và liền này chị Hằng Nga bữa trước được tặng mà được mua một cái giá rẻ luôn mà. Rồi được tặng rồi mà. Rồi ưu tiên nha, ưu tiên cho những chị nào hồi giờ chưa bên em chưa được tặng quà nha. Rồi chia sẻ ngay và liền livestream này cho em nha. 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân. Sau đó các chị comment giúp em tặng kèm số điện thoại đấy các chị ơi. Tặng kèm số điện thoại bên em sẽ tặng lại một cái siêu phẩm nha. Trời ơi em nói thật sự đang like mà nó thoát ra rất là tiếc luôn. Trời ơi, like đang cao điểm, khách đang chốt liên lìa xong bị đẩy ra nó tiếc kinh khủng khiếp luôn. Bây giờ phải like lại từ đầu cho nên các chị cố gắng chia sẻ lại like giúp em nha. Rồi, chưa được tặng. Rồi chia sẻ giúp em ngay vào liền này, comment giúp em tặng kèm số điện thoại nha. Ý là mua được hàng 19k chứ đâu phải được tặng đúng không? Chị Hằng Nga bữa trước em mua được một cái 19.000 rồi mà. Cái đó là siêu phẩm, là chị bán giá 19 là coi như tặng rồi đó. Rồi chia sẻ ngay vào liền giúp em với các chị ơi. Siêu phẩm này bây giờ bán à, cái này em sẽ tặng nha. Comment tặng kèm số điện thoại nha. Đầy đủ cú pháp là tí nữa bên em sẽ chốt hàng nha các chị ơi. Chia sẻ ngay vào liền lại giúp em với các chị. Đó, nhanh tay nào. Càng đông người xem bên em sẽ tặng nhiều áo cho các chị, tặng nhiều áo cho các chị luôn nè. Rồi 363 người rồi các chị ơi, đúng 400 người xem và 200 lượt chia sẻ. Bên em sẽ tặng. Bên em sẽ tặng tặng cái siêu phẩm em đang mang nha. 200 lượt xem, quên, 400 lượt xem và 200 lượt chia sẻ bên em sẽ bắt đầu tặng quà cho các chị luôn nè. Comment tặng kèm số điện thoại bên em sẽ tặng nha. Đó, đang like mà thoát ra bây giờ bắt đầu phải like chia sẻ lại. Các chị cố gắng đẩy lượt view cao lên giúp em bằng cách chia sẻ like nha, chia sẻ thật nhiều lên, tương tác của mình được cao nha. Rồi để tặng nè, để nhận được quà tặng bên em thì các chị nhanh tay những lúc chia sẻ nha. Chia sẻ like. Rồi tặng ngay vào liền này các chị ơi, tặng cái siêu phẩm em đang mang luôn nè. Bộ tặng sau đó sẽ bán 49.000 tiếp tục cho các chị luôn. Cho nên là các chị cố gắng chia sẻ lại like giúp em đi ạ. 360 người rồi các chị ơi, 400 người xem ngay liền giúp em đi ạ. 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân nha. Chia sẻ nhiều lên để tương tác của mình được cao nha các chị. Rồi nhanh tay nè, đó, tặng cái em đang mang luôn, tặng luôn không bán nha. Chị nào muốn em tặng cái này thì nhanh tay chia sẻ like đi các chị ơi. Chia sẻ của mình, chia sẻ thì càng đông người xem bên em càng nhiều áo cho các chị luôn. Đó. Rồi tặng nha, tặng quà cho các chị luôn nè, ngay và liền nha. Rồi sẵn sàng như nào các chị ơi, để bên em sẽ tặng quà nè. Comment tặng kèm số điện thoại để bên em sẽ tặng hữu nhiên cho một chị may mắn nhất. Sẽ được tặng cái áo em đang mang. Sau đó sẽ like đồng giá 49.000 cho 50 cái đầu tiên nha. Đó, nãy đang like mà bị thoát ra rất là tiếc luôn. Cho nên là like đi like lại. Xong là nhờ các chị chia sẻ lại like rất là cực luôn. Cho nên là các chị cố gắng chia sẻ mạnh like cho em nha. Càng đông người xem bên em sẽ bán nhiều áo giá rẻ cho các chị mua luôn. Trời ơi thiệt sự.
Rồi, nhanh tay nè các chị ơi, nhanh tay chưa nào? Đúng, 400 người xem là bắt đầu tặng quà luôn. Các chị cố gắng chia sẻ ngay và liền giúp em nào. 300 người, 400 người xem và 200 lượt chia sẻ nha. Bên em sẽ kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nè. 370 người rồi các chị ơi. Cố gắng chia sẻ nhiệt tình cho em nha. Đó, trời ơi, đang live mà bị thoát ra rất là tiếc luôn. Nên là bây giờ phải các chị phải chia sẻ lại giúp em nè. Rồi mới 74 lượt chia sẻ thôi các chị ơi. 400, 200 lượt chia sẻ ngay và liền giúp em nè. 200 lượt chia sẻ và 400 người xem là bên em sẽ tặng quà nha. Chị nào muốn tặng quà, tặng cái áo em đang mang thì nhanh tay tặng để bắt đầu em sẽ chốt hàng luôn nè. 370 người rồi các chị ơi. Hôm nay là cuối tuần nè, cho nên là các chị vô xem like ủng hộ em bằng cách chia sẻ đi các chị. Rồi chia sẻ chưa nào? 372 người rồi các chị ơi, cố gắng lên nào. 400 người xem là bên em sẽ dừng lại và bắt đầu tặng quà cho các chị luôn nha. Đó. Rồi chia sẻ ngay liền giúp em đi các chị ơi. Mỗi lần mà thoát ra xong vô là cầu cứu các chị chia sẻ lại like rất là cực, nên là các chị cố gắng chia sẻ cho em nha. Để em bán hàng giá rẻ cho các chị mua nữa nè. Rồi bắt đầu chốt luôn nha. Chứ đợi là 400 người xem là mất thời gian lắm nè. Rồi 370 người rồi các chị ơi, cố gắng lên nào. 370 người rồi. Đó, comment giúp em tặng kèm số điện thoại đi các chị, comment thật nhiều lên để tương tác của mình được cao. Em tại sao em nói các chị comment? Tại vì là các chị chia sẻ sau đó comment là cái tương tác của mình luôn luôn là nó được cao, là các chị sẽ nhận được quà tặng bên em nha. Đó, 380 người rồi các chị ơi, cố gắng lên nào, đẩy lượt view cao lên giúp em bằng cách nhấn nút chia sẻ nha. Rồi bây giờ bắt đầu chốt luôn nha các chị ơi. Bắt đầu chốt hàng luôn nha. Tặng quà tặng đầu tiên cho các chị nè. Đó, áp dụng cho cách chia sẻ like nha. Rồi cái đầu tiên em sẽ tặng quà cho các chị nha. Comment giúp em nha. 200 lượt chia sẻ ngay lập tức đi các chị ơi. 200 lượt chia sẻ ngay về liền giúp em đi ạ. Chị nào không chia sẻ bên em sẽ hủy kết quả, không tặng quà nha. Cho nên là các chị phải chia sẻ like thì bên em mới tặng quà cho các chị được nè. Đó, chia sẻ ngay về liền giúp em đi các chị. Sau đó sẽ xả kho đồng giá 49.000 cho 50 cái đầu tiên. Đó, 50 cái đầu tiên bên em sẽ xả kho đồng giá 49.000 nha. Rồi 380 người rồi các chị ơi, nhanh tay đi nào. Chia sẻ càng nhiều tương tác càng cao. Bây giờ bắt đầu chốt hàng luôn. Rồi bây giờ bắt đầu chốt tặng luôn nha các chị, tặng luôn để không mất thời gian. Mình chia sẻ càng nhiều thì tí nữa các chị rất là lợi luôn. Rồi bây giờ bắt đầu tặng nha. Comment giúp em là mã kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng nha các chị ơi. Rồi 390 người rồi các chị ơi, cố gắng lên nào. 390 người rồi nha. Rồi bây giờ bắt đầu tặng nha các chị ơi, sẵn sàng như nào. Lên hàng tặng hàng cho các chị luôn nè. Chị nào mà để lượt view cao lên giúp em 500 người em tặng tiếp 2 cái nữa. Đó, các chị đẩy lượt view cao lên 500 người là em sẽ tặng tiếp 2 cái nữa cho các chị luôn nha. Tặng là tặng siêu phẩm chứ không tặng áo bình thường. Đó, tặng là tặng áo đẹp luôn nha. Rồi, bây giờ bắt đầu tặng luôn nè. Comment giúp em mã nha. Rồi, em đọc cái mã dài dài cho các chị chốt cho nó dễ nha. Rồi, bây giờ bắt đầu tặng luôn nè các chị ơi, tặng luôn nha. Comment giúp em là mã nha. Mã kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng. Mã là 8324 8324 nha các chị. Comment giúp em mã 8324 kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng nha. Rồi tặng bây giờ là lên hàng đồng giá 49.000 nha các chị. Đó, tặng là 8324 kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng. Rồi bây giờ lên hàng đồng giá 49.000. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Rồi chốt tặng nhanh đi em. Rồi cái mã tặng là em sẽ tặng cho chị nào đây ạ? Hả? Ngân Ngân là được tặng rồi, tặng cho người khác. Rồi mã là bao nhiêu? 8324 cho chị nào đây ạ? Chưa comment bên em chưa thấy các chị ơi, chia sẻ mạnh like nè. 8324 tặng cho ai đây ạ? Toàn chia sẻ các chị ơi, mã kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng bên em mới chốt hàng nha. Rồi tặng cho ai đây ạ? 8324 kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng. Ai? Rồi các chị phải đầy đủ cú pháp bên em nè, mã kèm số điện thoại đã chia sẻ và tặng nha. Rồi ok, chốt cho chị Trình Trang nha. Chị Trình Trang nè. Trời ơi phải đầy đủ cú pháp bên em mới chốt hàng được nha các chị ơi. Rồi ok chị Trình Trang nha. Chốt cho chị Trình Trang nè. Những chị phía trên là không đầy đủ cú pháp bên em không chốt được đâu ạ. Đó phải đầy đủ cú pháp. Rồi bây giờ bắt đầu lên đồng giá 49.000. Đồng giá siêu phẩm 49.000. Rồi bây giờ bắt đầu lên siêu phẩm đồng giá 49.000 nha. Bên em sẽ bán 50 cái đầu tiên với giá 49k, áp dụng cho khách chia sẻ like nha các chị ơi. Rồi 49.000 một áo nha. Siêu đỉnh của đỉnh luôn nè. Rồi bắt đầu nè. 50kg đồ lại mát đẹp mà 71. Chốt giùm em mã 71, 49.000 mã 71. Đồng giá 49.000 nha các chị ơi. Trời ơi đẹp lắm nè. Rồi 49.000 thôi. Cái này là kaki này rất là đẹp luôn. Rồi 49.000 một áo thôi các chị ơi. Cái chơi gì nữa. Rồi trời ơi đẹp xuất sắc luôn, 49.000 nhanh tay nha.
mã kèm số ngoại bên em chốt đơn đồng giá 49.000 cho ngày hôm nay. Rồi comment giúp em mã 210 50kg độ lại mang đẹp mã 210 49.000, quá đỉnh mã 210 nha. 49.000 một áo thôi các chị ơi. 210 kèm số ngoại cho em nha. Đồng giá 49.000 nha. Đây bị xét tôi quăng ra mấy chục lần rồi tôi hốt luôn. Rồi đồng giá 49.000 cho ngày hôm nay nha các chị ơi. 210 cho chị Huệ Đoàn. Mã kèm số ngoại cho bên em chốt đơn nha các chị ơi. Đồng giá 49.000 nha các chị ơi. Toàn bộ siêu phẩm đáng 49.000 mới tin nè. 50kg độ lại mang đẹp chốt giùm em mã 39. 52kg độ lại mang đẹp mã 39. 49.000 mã 39 thôi các chị ơi. Tiếp tục chia sẻ ngay về liền cho em nè mã 39. Đó 48, 52kg độ lại mang đẹp mã 39. Chốt giùm em mã 39. 49.000 mã 39 thôi các chị ơi. Quá đỉnh mã 39 luôn á. Rồi chia sẻ ngay về liền nha. Mã kèm số ngoại bên em chốt đơn nha các chị ơi. Đồng giá 49.000 áp dụng cho khách chia sẻ like nha. Đó, siêu đẹp luôn nè. 50kg độ lại mang đẹp chốt giùm em mã 50kg độ lại mang đẹp mã 15 nha. Chốt giùm em mã 15 kèm số thoại. Các mã bỏ bên đây đi chung. 50kg độ lại mang đẹp mã 15, xuất sắc mã 15. Trời ơi quá đẹp mã 15. Mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha. 50kg độ lại mang đẹp mã 15, đồng giá 49.000 cho ngày hôm nay nha các chị ơi. Đây, một cái mang tô. Trời ơi có hình sau rất là chất luôn. 53kg độ lại mang đẹp mã 18. 53kg độ lại mang đẹp mã 18. Chốt giùm em mã 18. 49.000 mã 18 quá xuất sắc luôn các chị ơi. Mã kèm số thoại bên em chốt đơn đồng giá 49.000 áp dụng cho các chia sẻ like nha. Đó, tí nữa em lên toàn bộ siêu phẩm cho các chị chốt, cứ yên tâm theo dõi like của em nha. 48kg độ lại mang đẹp chốt giùm em mã 24. 48kg độ lại mang đẹp mã 24, xuất sắc mã 24. Trời ơi mới tin luôn các chị ơi. Rồi mã 24 kèm số thoại nè. 49.000 một áo thôi các chị ơi. Đó, quá đỉnh mã 24 nha. Rồi một cái form dài cam kết không đẹp không lấy tiền nè. Rồi có hình phía sau luôn. 50kg độ lại mang đẹp mã 120. 50kg độ lại mang đẹp mã 120. Quá đỉnh mã 120. Trên 15 thì trên 15 cái em mới tính sỉ nha chị. Rồi trên 15 cái mới tính nhất sỉ nha chị ơi. Hết tặng rồi nha các chị ơi, hết tặng rồi nha. Mã 120 nè. Đó, 50kg độ lại mang đẹp mã 120, quá xuất sắc luôn các chị ơi. Trời ơi quá đỉnh luôn này các chị ơi, mới tin luôn nha. 24 chị Phúc Hương Nguyễn. Cái này quá xuất sắc luôn này. 50kg độ lại mang đẹp mã 89, quá đỉnh mã 89. 49.000 một áo thôi các chị ơi, mã 89 nè. Quá đỉnh mã 89 luôn. Cam kết cực kỳ đẹp nha các chị ơi. Bên em là toàn bộ siêu phẩm thôi á. Đó, hàng 49.000 còn rất là mới luôn nha. Chứ không phải là hàng 49.000 mà các chị về. Em nói thật sự không ưng ý đâu, rất là đẹp. 65kg, 70kg độ lại mang đẹp mã 90. 70kg độ lại mang đẹp mã 90, xuất sắc mã 90 nha. 70kg độ lại mang đẹp mã 90, 49.000 mã 90. Đó, quá đỉnh luôn. Rồi cái này là có lót bên trong này các chị ơi. 48kg độ lại mang đẹp mã 38. 48kg độ lại mang đẹp mã 38. Chốt giùm em mã 38 chỉ có 49.000 một áo thôi các chị. Mã kèm số ngoài bên em chốt đơn nha. Rồi mã 38. Đó, chia sẻ mặt like để tương tác của mình được cao nha. Tí nữa em lên toàn bộ siêu phẩm cho các chị chốt. Trời ơi quá đẹp luôn nè. Đẹp xuất sắc luôn. 50kg độ lại mang đẹp mã 49. Comment giúp em mã 49 kèm số thoại nè. 50kg độ lại mang đẹp mã 49. 38 chị Linh Quyến. Xuất sắc mã 49 luôn á. Rồi chia sẻ mặt like để tương tác của mình được cao nha các chị ơi. Rồi này dây kéo kéo vô thôi. Để kết lại đi rồi. Tạm chí chị Bon Nguyễn. 48kg độ lại mang đẹp mã 104. 48kg độ lại mang đẹp mã 104. Pha màu cực kỳ đẹp luôn. 48kg độ lại mang đẹp mã 104 nha. Mã kèm số ngoại bên em chốt đơn nha các chị ơi. Chia sẻ ngay và liền giúp em nè. Để em lên siêu phẩm cho các chị mua nha. 50kg độ lại mang đẹp chốt giùm em mã 23. 50kg độ lại mang đẹp mã 23, xuất sắc mã 23 nha. 50kg độ lại mang đẹp mã 23. Đó, càng đông người xem bên em sẽ bán nhiều áo giá rẻ cho các chị mua luôn. 45kg độ lại mang đẹp chốt giùm em mã 19. 45kg độ lại mang đẹp mã 19 nha.
mã 19 màu kem này. 45kg đồ loại mang đẹp mã 19. Chốt giùm em mã 19 kèm số điện thoại. Ra đúng 6kg mang ok nha. 45kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 113. Cắt mã nhiều lên. 45kg đồ loại mang đẹp mã 113, đồng giá 49.000 thôi các chị ơi. Áp dụng cho cách chia sẻ like nha. Đó. Rồi một cái áo nam con to này. Một mẹ bốn chốt chị Hằng. 65kg đồ loại mang đẹp mã 25. 65kg đồ loại mang đẹp mã 25. Chốt giùm em mã 25 49.000 quá định mã 25. Trời ơi áo nam này các chị ơi, mã 25 49.000 thôi nha. Quá rẻ quá xuất sắc. 48kg đồ loại mang đẹp mã 103. Chất co giãn này các chị ơi. 48kg đồ loại mang đẹp mã 103. Tiếp tục chia sẻ sẽ like để mình mua hàng giá 49.000 nha các chị ơi. 47kg đồ loại mang đẹp mã 103. Chốt giùm em mã 103. 23 chị Lê Trương Cúc Nhật. Rồi quá xuất sắc này. Có theo nha. 60kg đồ loại mang đẹp mã 120. 60kg đồ loại mang đẹp mã 120 siêu nhẹ luôn các chị ơi. 120 kèm số điện thoại cho bên em. 120. Đồng giá 49.000 một áo thôi các chị ơi. Quá xuất sắc luôn nha. Hai năm đó chị Vũ Phương Hà. Rồi cái màu trắng này siêu mới luôn này các chị ơi, siêu mới luôn nha. Cái này siêu đẹp luôn này. Khoác đầm là rất là dễ thương luôn. 48kg đồ loại mang đẹp mã 13. 48kg đồ loại mang đẹp mã 13, xuất sắc mã 13. Cái này gài vô rất là đẹp này các chị ơi, mã 13 nha. 48kg đồ loại mang đẹp mã 13. Chốt giùm em mã 13 này. 13 kèm số điện thoại siêu mới luôn. Màu trắng này còn rất là mới mã 13. 49.000 một áo thôi nha các chị ơi. Trời ơi quá đẹp này. Rồi 49.000 tiếp tục luôn. Comment giúp em mã 10. 46kg đồ loại mang đẹp mã 10. Rồi xong cái này là bên em sẽ lên toàn bộ siêu phẩm đồng giá 99.000 nha các chị ơi. Bây giờ các chị hỏng siêu phẩm với em này, em cam kết bây giờ là lên toàn bộ hàng đẹp cho các chị mua luôn. Rồi mã 10 kèm số điện thoại cho bên em nha. 10 này. Rồi bây giờ lên toàn bộ siêu phẩm đồng giá. Đồng giá. Ghim em. Rồi bây giờ lên siêu phẩm đồng giá 99.000 nha các chị ơi. Rồi bây giờ bắt đầu lên hàng siêu phẩm nè. Đó, chị nào muốn chốt siêu phẩm thì nhanh tay nè. Toàn bộ là hàng đẹp nha. 10 chị Linh Quyến. Rồi bây giờ lên toàn bộ siêu phẩm nha các chị. Quá đẹp luôn. Đó. Rồi bây giờ là đồng giá 99.000 là hàng đẹp nha các chị. Toàn bộ siêu phẩm nha. Cam kết hàng rất là đẹp luôn. Rồi comment giúp em mã kèm số điện thoại nè. 47kg đồ loại mang đẹp mã 38, xuất sắc mã 38. 47kg đồ loại mang đẹp mã 38 nha. Chốt giùm em mã 38. 20 chị Cẩm Ngọc. Rồi quá đẹp mã 38 luôn này các chị ơi. 47kg đồ loại mang đẹp mã 38 đồng giá 99.000 nha. Mã 38 là đồng giá 99.000 rồi nha các chị ơi. Đó siêu hot luôn này. 48kg đồ loại mang đẹp mã 130. 48kg đồ loại mang đẹp mã 130. Chốt giùm em mã 130 kèm số điện thoại quá định mã 130. Mã kèm số điện thoại bên em chốt bên nha các chị Hằng. Rồi comment giúp em là mã 130 99.000 một áo. Tiền nào của đó nha các chị ơi, chia sẻ mạnh like để em lên siêu phẩm cho các chị mua. Rồi comment giúp em mã 130, xuất sắc mã 130. Đồng giá 99.000 các chị ơi. Này các chị thấy không? Mới tinh luôn. Đây, có hình phía sau này rất là đẹp. Rất là bụi luôn này các chị ơi. Kiểu này cực kỳ bụi luôn nha. Rồi đồng giá 99.000 nha các chị ơi, có ghim luôn nha. Rồi em mới ghim luôn ạ. 60kg đồ loại mang đẹp mã 126. 60kg đồ loại mang đẹp mã 126. Chốt giùm em mã 126 99.000 nha các chị ơi. Có ghim giá đàng hoàng bên dưới nên là các chị cứ xem kỹ giúp em nha. Đó, đó đồng giá siêu phẩm nha các chị. Có nó luôn nè. Trời ơi đẹp xuất sắc mới tinh luôn. 47kg đồ loại mang đẹp mã 121. 47kg đồ loại mang đẹp mã 121, xuất sắc mã 121. Rồi nhanh tay mã 121 này. Đồng giá 99.000 một áo nha các chị ơi. 121. Quá đỉnh mã 121. Cái mã 13 này có người chốt mà sao 13. Đó, 13 chị Út Nguyệt. Rồi 99.000 nha các chị ơi. 48kg đồ loại mang đẹp mã 127. 48kg đồ loại mang đẹp mã 127. 127 99.000 nha các chị ơi. Mã 127.
tầm giá 99.000 cho siêu phẩm nha. 127. Có 55 kg nha chị. Rồi nha, tay này siêu phẩm quá đỉnh luôn các chị ơi. Cam kết hàng giờ là toàn hàng đẹp cho các chị mua luôn nha. 45 kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 128. 46 kg đồ loại mang đẹp mã 128. 46 kg đồ loại mang đẹp mã 128. 120 chị Nabi Trương Nabi. Chốt giùm em mã 128 siêu phẩm mới tinh luôn nha. 128 cực kỳ mới luôn. Đồng giá 99.000 nha các chị ơi. Chia sẻ mạnh like để tương tác của mình được cao nha. Rồi cái này là nam nữ gì mang cũng ok. 53 kg đồ loại mang đẹp mã 00. 53 kg đồ loại mang đẹp mã 00. Chốt giùm em mã 00 kèm số thoại nha chị ơi, mã 00. 53 kg đồ loại mang đẹp mã 00. Rồi một cái siêu phẩm cho nam này. Trời ơi cái này quá đẹp luôn. Rồi tay phối này, khung rất là đẹp luôn. 60 kg đồ loại mang đẹp mã 125. 60 kg đồ loại mang đẹp mã 125. 125 kèm số thoại cho bên em siêu phẩm nam này. 60 kg đồ loại mang đẹp mã 125 nha các chị. Không không cho chị Linh Quyến. 125 đẹp xuất sắc luôn á. Đó siêu phẩm nam nha. 48 kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 120. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 120 quá xuất sắc, màu xanh bạc. Màu này là cực kỳ đẹp luôn này. 120 kèm số thoại cho bên em nha. 48 kg chị Bon Nguyễn. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 120. Rồi một cái siêu phẩm cho bé này. Bé trai bé gái thì mang cũng ok nha. 20 kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 22. Quá đỉnh mã 22. Bé trai bé gái thì mang cũng ok nha. Trời ơi siêu phẩm nha các chị. Áo em bé dễ thương lắm. Rồi comment giúp em mã 22 nha. 20 kg đồ loại mang đẹp mã 22. Mới tin luôn mã 22. 125 chị Hằng Lê. 50 kg đồ loại mang đẹp mã 22. Mới tin luôn mã 22. Rồi cái này siêu đẹp này các chị ơi, màu đẹp lắm luôn á. Đây quá đỉnh luôn. 50 kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 123. Trời cái này đẹp lắm. 50 kg đồ loại mang đẹp mã 123, xuất sắc mã 123. Chia sẻ like để không bị ẩn comment nha các chị ơi. 50 kg đồ loại mang đẹp mã 123, quá đỉnh mã 123 luôn nha. Đẹp xuất sắc mã 123. Ôi đẹp, đẹp nữa. Mới tinh luôn, chưa cắt khuy nè các chị ơi. Còn mới chưa cắt khuy luôn nè. 53 kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 06, xuất sắc lắm luôn á. Chưa cắt khuy nha các chị ơi, 06. 53 kg đồ loại mang đẹp mã 06. Chưa cắt khuy hoàn toàn luôn này. Rồi comment giúp em mã 06 hoàn toàn chưa cắt khuy nha. Mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha các chị ơi. Chia sẻ màn like để tương tác của mình được cao nha. 120 chị Yến Còi. Rồi một cái cho nam này, màu xanh cực kỳ mới luôn. Chỗ đẹp lắm. 22 chị Ân Ngân Nguyễn. 65 kg đồ loại mang đẹp mã 02. 65 kg đồ loại mang đẹp mã 02 áo nam. Quá đỉnh mã 02. Chỗ đẹp lắm luôn á, mã 02 nha các chị. 65 kg đồ loại mang đẹp mã 02. Chốt giùm em mã 02 kèm số thoại này. Quá xuất sắc mã 02. Rồi nhanh tay chốt cái này nè các chị ơi. Không đẹp không lấy tiền nha, cam kết mới như hàng mới luôn này. 48 kg đồ loại mang đẹp chốt giùm em mã 124. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 124, mới tin luôn. Mã 124 kèm số thoại cho bên em nha. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 124. Quá đỉnh mã 124 luôn các chị ơi. Mã kèm số thoại cho bên em nói thật sự luôn, áo hôm nay rất là mới luôn nha các chị. Chia sẻ mạnh like giúp em đi các chị. Hai lần vào, ba lần vào nhóm và ba lần trên trang cá nhân nha. Đó, em cảm ơn rất là nhiều luôn nha các chị ơi. Rồi mới tin luôn nè. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 48 kg đồ loại mang đẹp mã 91. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 91 nha. Chốt giùm em mã 91 kèm số thoại. Rồi chốt cái này đi các chị ơi, mới lắm luôn. 123 chị Lan Phạm. Mới dạ mang luôn các chị ơi. Mã 91 xuất sắc luôn nè. Rồi comment giúp em mã 91 nha các chị ơi. Mã 91 xuất sắc luôn nè. Chia sẻ mà like đi các chị ơi, giúp em đi à. Giúp em hai lần và nhỏ và hai lần trên trang cá nhân thôi. Em cảm ơn rất là nhiều các chị nha. Để tương tác của mình được cao nữa nha. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 50, xuất sắc mã 50 này. Màu đẹp lắm các chị ơi. Cái màu này là cực kỳ đẹp luôn. 06 cho chị Hoàng Sen. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 50. 48 kg đồ loại mang đẹp mã 50. Chốt giùm em mã 50, xuất sắc mã 50. Chia sẻ mạnh like nha các chị ơi, để tương tác của mình đều được cao nha. Lên áo bé hả? Rồi đợt xíu chị ơi.
Rồi tiếp tục hai chị Hằng Lê. Rồi siêu phẩm cho bé này, không đẹp không lấy tiền nha các chị ơi. Đỉnh của đỉnh luôn nha. Rồi cái này là 25 kg đổ lại mang đẹp nha các chị, mã 325. 25 kg đổ lại mang đẹp mã 325. Em nói 25 kg là bé tầm mười mấy 20 kg mang được, ok rồi. Rồi 25 kg đổ lại mang đẹp mã 325. Siêu phẩm luôn nha, cho bé quá đỉnh luôn. 325 kèm số điện thoại bên em nha. 325. Áo bé không có nhiều, lâu lâu mới có ở trên vô cái thôi các chị. 124 cho chị Quốc Hải. Rồi cái màu xanh bạc này các chị ơi, 55 kg đổ lại mang đẹp mã 20. Trai gái gì mang cũng ok mã 20 nha. Rồi 55 kg đổ lại mang đẹp mã 20, xuất sắc mã 20. Rồi cái này 53 kg thôi các chị. 53 kg đổ lại mang đẹp mã 20 nha. Chúc cho em mã 20 kèm số điện thoại 99.000 một áo mã 20. Rồi cái này siêu đẹp luôn nè. Trời ơi, chất co giãn này các chị ơi, mặc bao đã luôn nha. Màu đẹp nữa chứ. Những cái màu này là các chị bỏ máy giặt quay thoải mái cho bên em nha, không bao giờ bạc màu luôn. 50 kg đổ lại mang đẹp mã 92. 325 chị Linh Quyến. 50 kg đổ lại mang đẹp mã 92, xuất sắc mã 92. Không đẹp không lấy tiền luôn nha các chị ơi, mã 92. 51 kg đổ lại mang đẹp mã 92. Chốt cái này các chị ơi, chốt xong về ưng ý cực kỳ luôn. Mã 92 siêu đẹp luôn á. Tin em đi các chị ơi, chia sẻ mạnh like để tương tác của mình được cao nha. Đó, các chị chốt hàng rất là dễ luôn. À, chị nào mà chia sẻ nhiều tí cuối like em tặng một cái phần quà cho các chị luôn nha. Đó là cảm ơn những chị đã chia sẻ like cho em. Đó, tí nữa là các chị nào xem đầu like đến cuối like là bên em sẽ tặng quà cho các chị này. Đó, nói là làm nha. 47 kg đồ lại mang đẹp, chốt giùm em mã 72. 47 kg đồ lại mang đẹp mã 72, xuất sắc mã 72 nha. Chị Thị Ly lấy ra, chị Thị Ly lấy mã 92 cho em thoại nha. Cái mã em bé chốt chưa? Không có ai chốt nữa. Mày nghĩ sao vậy, mã 325 mà không ai chốt? À chốt rồi. 47 kg đồ lại mang đẹp mã 72, xuất sắc mã 72 luôn. Chị Hoàng Sen. Mã 72 quá đẹp luôn các chị ơi. Rồi cái này có dây kéo nha các chị. Có sỉ nha chị. Rồi sỉ, chị nào muốn lấy sỉ thì cọc cạc trước bên em 100.000 nha, rồi tiếp tục lựa nha. Rồi cái này siêu phẩm mới tinh như hàng mới luôn. Rồi cái này mới giả mang luôn, mới 99% luôn các chị ơi. Rồi cái này em bán 120.000 nha. 72 chị Nguyễn Nhi. Rồi cái này là mới giả mang luôn, 120.000 cho em siêu phẩm này nha. 48 kg đồ lại mang đẹp mã 71. Comment giúp em mã 71 nha các chị. 48 kg đồ lại mang đẹp mã 71, xuất sắc mã 71, 120.000. Mới giả mang luôn, mới 99% luôn nè các chị ơi. Rồi comment giúp em mã 71 nha. Đó, quá đỉnh luôn mã 71 này. 120.000 mã 71, đẹp xuất sắc luôn. Có 57 kg nha chị. Mới, nhớ mới như chưa từng được mới luôn nha. Cam kết là mới như chưa từng được mới. Rồi cho bé nè các chị ơi. Dễ thương quá. 71 chị Nguyễn Nhi. Đây cho bé nè. Rồi cái này là tầm 25 kg đổ lại nha. Rồi 30 kg nha, cái này phong 25 kg đây các chị. 25 kg đổ lại mang đẹp mã 04 nha. 25 kg đổ lại mang đẹp mã 04. Cái đó 120 nha. Rồi mã 04 xuất sắc nè. 25 kg đổ lại mang đẹp mã 04. Chỗ đẹp lắm mã 04 nha. Không, cái này áo to chứ phải. Do hình con nít không à. 30 kg cũng vừa nha. 30 kg là mặc dạng ngắn ngắn. Mã 04 giúp em nha. Rồi áo nam có luôn, đợi em xíu nha. 04 chị Song Ngọc. Rồi siêu phẩm nè. Mới giả mang luôn các chị ơi, đẹp xuất sắc. Cái chất rin của nó dày dặn lắm. Em nói hàng si nó đẹp lắm các chị ơi. Chứ các chị bỏ ra 100.000 mà mua áo khoác si như thế này là quá đẹp luôn nha. 50 kg rồi lại mang đẹp mã 03. Chốt giùm em mã 03 siêu phẩm này các chị ơi, quá đỉnh luôn. 50 kg đồ lại mang đẹp mã 03, xuất sắc mã 03 nha các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn á. Đẹp lắm luôn. Cứ tin em đi các chị, mã 03 nha. Rồi chất co giãn. Bao đẹp bao đã luôn. 50 kg đồ lại mang đẹp, chốt giùm em mã. 50 kg đồ lại mang đẹp, chốt giùm em mã 129. 50 kg đồ lại mang đẹp mã 129, xuất sắc mã 129, chất co giãn. 50 kg đồ lại mang đẹp mã 129. Chúc giùm em mã 129 kèm số điện thoại, màu đẹp lắm. Màu đen đen bạc này các chị. Rồi comment giúp em mã 129 nha. Em bốc cực kỳ xuống dưới á, chị chỉ có like giúp em nha chị. Rồi áo nam siêu phẩm này.
này nó cam kết nó mới giả mang luôn. Đây có 400 gì. Rồi đợi xíu nha, cái đó ha, cái đó em để mặt. Rồi cái này siêu phẩm nữ nè, đợi xíu anh em nhiều lắm luôn nha. Rồi cái này siêu phẩm đỉnh của đỉnh nè, 51kg đồ lại mang đẹp chốt giùm em mã 131. 51kg đồ lại mang đẹp mã 131, chốt giùm em mã 131 kèm số thoại nè. Chất co dạng bao đẹp luôn. 51kg đồ lại mang đẹp mã 131, xuất sắc mã 131 nha. Bỏ 45kg nha chị. Chút mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha các chị ơi. 131 chị Hạnh Nguyễn. Ồ cái này siêu đẹp luôn này. Màu xanh bạc cực kỳ mới. 47kg đồ lại mang đẹp mã 122. 47kg đồ lại mang đẹp mã 122 nha. Chốt giùm em mã 122 siêu đỉnh mã 122. 47kg đồ lại mang đẹp mã 122. Đẹp xuất sắc mã 122 nha. Hàng đẹp bên em mới bán giá này nên các chị cứ yên tâm mà chốt. Rồi có 70kg luôn, đợi em xíu nha. 48kg đồ lại mang đẹp mã 110. 48kg đồ lại mang đẹp mã 110 nha. Chốt cho em mã 110 kèm số thoại. 48kg đồ lại mang đẹp mã 110. Trời ơi cái này siêu đẹp luôn này. Tay áo nữ này, tay pha len này, các chị có nón không nha. Cổ này quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. 53kg đồ lại mang đẹp chốt giùm em. 53kg đồ lại mang đẹp chốt giùm em mã 135, xuất sắc mã 135 nha. Năm mươi lăm ký đồ lại mang đẹp mã 135, chốt giùm em mã 135 kèm số thoại, quá xuất sắc luôn này các chị ơi, có nón luôn nha. 135 siêu đỉnh luôn. 135 chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao. Chị Lê Thị Việt Trinh lấy mã 122 cho em số thoại nhá. Rồi siêu đỉnh của đỉnh nè các chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn, có theo nha. Mới tinh như hàng mới luôn. Quá mới luôn, không phải mới bình thường nữa. 53kg đồ lại mang, 52kg đồ lại mang đẹp mã 1. Tắt nhạc mẹ rồi. Mới luôn các chị ơi, 133 kèm số thoại cho em nè. Rồi nhanh tay mã 133 siêu đỉnh luôn nha. 133 đẹp lắm luôn các chị ơi, có theo nha. Này 133 quá đẹp luôn, siêu đỉnh siêu đẹp. Áo nam rất là nhiều luôn, đợi em xíu nha. Rồi cái này là cũng một cái áo chân. Ôi trời ơi, cái này mới giả mang luôn. Rồi cái này nam nữ gì mang cũng đẹp này. 57kg đồ lại mang đẹp chốt giùm em mã 105. 57kg đồ lại mang đẹp mã 105, xuất sắc mã 105. Đẹp xuất sắc luôn này các chị ơi, mới tinh như hàng mới luôn. 105 kèm số thoại cho bên em nha. 57kg đồ lại mang đẹp mã 105. Trời ơi kiểu đẹp lắm, rất là bụi luôn. 122 chị Nguyễn Thị Việt Trinh. 105 quá đỉnh luôn nha. 133 chị Vũ Phương Hà. Rồi cái này là áo nam này. Rồi cái này 70kg nha. 70kg đồ lại mang đẹp chốt giùm em mã 93. Cái này là các chị về tháo cái tay ra là nó to lắm. Cái tay nó to lắm. Rồi tháo cái tay ra thôi nha. Rồi comment giúp em mã 93. 70kg đồ lại mang đẹp mã 93 áo nam nha. Trời ơi siêu đỉnh mã 93 luôn á. Đẹp xuất sắc mã 93 áo nam nha các chị ơi. 70kg đồ lại mang đẹp mã 93 áo nam. Đẹp lắm. Về tháo cái tay ra đó, lộn cái tay lại thôi. Rồi comment giúp em là mã 93 nha. Chị cầu giúp em cầm 100 ngay bây giờ luôn nha chị. Trời ơi chất co giãn này, mới tinh luôn. Chất rin rất là dày dặn. Tại vì này là đa phần hàng của Hàn Quốc, và cho nên là cái chất của nó rất là dày luôn. 50kg đồ lại mang đẹp mã 37, xuất sắc mã 37 nè. 50kg đồ lại mang đẹp mã 37, quá đỉnh mã 37, đẹp lắm các chị ơi. Cái này quá đẹp, chốt cái này để các chị về ưng ý, đảm bảo ưng ý 100% luôn nha. Rồi comment giúp em mã 37, chốt mã kèm số điện thoại các chị ơi. Rồi mã 37 nha. Siêu đỉnh mã 37 luôn á. Rồi chia sẻ mạnh like giúp em nha các chị ơi. 105 chị Nguyệt Nguyên. Rồi tiếp tục một cái cho bé siêu phẩm nữa nè. Trời ơi nãy giờ chị nào. Trời ơi siêu phẩm là siêu phẩm. Hoàn toàn chưa cắt khuy nha. Rồi cho bé chưa cắt khuy nha các chị ơi.
Rồi cái này là 30kg nha các chị. 30kg đồ loại mang đẹp mã 137, xuất sắc mã 137. 30kg đồ loại không cái này. 25kg thôi các chị ơi. 25kg đồ loại mang đẹp mã 137 cho bé nha. 25kg đồ loại ba chị Hằng Lê. 25kg đồ loại mang đẹp mã 137 chưa các Huy này. Comment giúp em mã 137. 137 nha chị. Một ba bảy chứ không phải 37 đâu chị ơi. 37 là mã nào? Cái ông bé là mã 137 nha. Ồ cái này xuất sắc này. 47kg đồ loại mang đẹp mã 95. 47kg đồ loại mang đẹp mã 95, xuất sắc mã 95. 37 chị Hoàng Nguyễn. Chị Đàm Anh ơi, chốt cái máy chủ nha. Ai chốt trước bên em chốt nha. Rồi comment giúp em mã 95 xuất sắc này. 47kg đồ loại mang đẹp mã 95. Chị comment sẵn số điện thoại ở bên em đọc mã là các chị rút ráp mã vô là bấm lên một phát là nó nhanh lắm luôn á. 45kg đồ loại mang đẹp mã. Cái này áo bé hay sao? Rồi 45kg đồ loại mang đẹp mã 95 nha. Mạng sao yếu quá. 45kg đồ loại mang đẹp mã 94 nha. Đồng giá 99k nha chị. Rồi cái này mã 94 nha các chị ơi, mã 94. Siêu phẩm là bà già riêng nha, rất là đẹp luôn. Rồi rất là bụi nè các chị ơi. Cái này cực kỳ bụi luôn. Chị chốt sau nên không chốt được nha chị. 50kg đồ loại mang đẹp mã 136. 50kg đồ loại mang đẹp mã 136. Trời cái này quá chất luôn nè các chị ơi. 50kg đồ loại mang đẹp mã 136. Chốt giùm em mã 136 kèm số điện thoại 136 nha. Siêu đỉnh luôn. 136 cực kỳ là cực kỳ bụi luôn. Tại vì mỗi cái chỉ được một cái thôi nên là em đọc mã chị nào chốt mã trước thì bên em mới chốt nha chị ơi. Chứ không phải là ai cũng có. Rồi một cái form dài siêu đẹp. 55kg đồ loại mang đẹp mã 17. 55kg đồ loại mang đẹp mã 17. Đẹp quá. 55kg đồ loại mang đẹp mã 17. Chốt giùm em mã 17 kèm số điện thoại nha, mã 17 này, đẹp xuất sắc luôn. Mã kèm số 136 chị Disney. Ồ quá đẹp. Mã 46kg đồ loại mang đẹp mã 105. 46kg đồ loại mang đẹp mã 105. Đẹp cái hàng gì mà biết được lục lên. 46kg đồ loại mang đẹp mã 105 nha. Chốt giùm em mã 105 kèm số điện thoại. Rồi siêu phẩm nam này các chị ơi, quá đỉnh luôn. Rồi siêu phẩm nam này. 60kg đồ loại mang đẹp, chốt giùm em mã 67. 60kg đồ loại mang đẹp mã 132 các chị ơi. 17 cho chị Nguyễn Tân. Rồi cái này đẹp xuất sắc luôn này. Trời ơi, quá bụi luôn nha. 55kg đồ loại mang đẹp mã 74. 55kg đồ loại mang đẹp mã 74. Chúc giùm em mã 74, quá đỉnh mã 74 luôn này các chị ơi. Chia sẻ mạnh like giúp em nha. Rồi comment giúp em mã 74. 65kg đồ loại mang đẹp mã 74. 105 chị Nguyễn Thị Việt Trinh. Chúc giùm em mã 74 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Chị ơi 106 chứ phải 105 nha chị. Rồi đẹp xuất sắc này. 48kg đồ loại mang đẹp mã 07, siêu mới mã 07. Rồi rất là mới luôn nha các chị ơi, mã 07 mới tinh luôn nè. Rồi em cao 1m50 nặng 45kg thôi chị ơi. Rồi mã 07 em số thoại chị Hồng Hòa Phát. 07 đẹp lắm, 07 mới tinh nha, hàng mới luôn, cam kết luôn nha các chị. Rồi cho một cái áo nam nữa nè. Áo nam rất là bụi nè các chị ơi. 60kg đồ loại mang đẹp, chốt giùm em mã 87. 60kg đồ loại mang đẹp mã 87 nha. Chốt giùm em mã 87 kèm số điện thoại nè. 67 thì truyền cảm. 60kg đồ loại mang đẹp mã 87. Nam nữ gì mang cũng ok mã 87.
nhiều áo đẹp lắm các chị ơi, chia sẻ like cho em nha. Càng đông người xem bên em sẽ xả nhiều áo giá 4, tí nữa xả 49.000 luôn. 45kg đổ lại mang đẹp mã 31. 45kg đổ lại mang đẹp mã 31, xuất sắc mã 31 này. Xanh bạc mã 31. Mã kèm số ngoài bên em chốt đơn nha các chị ơi. Rồi cái này quá đẹp luôn. 48kg đổ lại mang đẹp mã 76. 48kg đổ lại mang đẹp mã 76, xuất sắc mã 76 này các chị ơi. Mã 76 quá đẹp luôn. 46kg đổ lại mang đẹp mã 76 nha. Chúc giùm em mã 76 kèm số thoại mã 76. Ôi. 50kg đổ lại mang đẹp, chúc giùm em mã 83. Cảm ơn chị Lê Anh Linh nha. Rồi comment giúp em mã 83 nha. 50kg đổ lại mang đẹp mã 83, xuất sắc mã 83 nha các chị. 50kg đổ lại mang đẹp mã 83, quá đỉnh mã 83 luôn. Đẹp lắm luôn mã 83. Áo mà đồng giá 99.000 mà các chị cứ yên tâm mà nhận hàng nha. 34 chị Nguyễn Thị Việt Trung. Trời ơi đẹp nè. Đẹp lắm các chị ơi, chất co giãn rồi nha. 48kg đổ lại mang đẹp, chốt giùm em mã 100. Quá đỉnh mã 100 luôn các chị ơi, đẹp lắm. Cái này là bao đẹp luôn nè. 100 kèm số thoại.